Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, trận mưa lớn diện rộng sáng sớm ngày 16 tháng 9 khiến hàng chục tuyến đường nội thành thủ đô ngập sâu, giao thông ùn tắc kéo dài. Hệ thống quan trắc mưa của Hà Nội ghi nhận từ 4 giờ sáng ngày 16 tháng 9, nhiều quận có lượng mưa rất lớn như Thanh Xuân 154mm, Hoàng Mai 126mm, Hai Bà Trưng 115mm, Nam Từ Liêm 106mm, huyện Đông Anh mưa 230mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông và hồ điều hòa của Hà Nội dâng cao, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Đến thời điểm 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9 năm 2024, qua công tác kiểm tra của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước trên địa bàn thành phố, còn nhiều điểm ngập úng. Cụ thể, lưu vực sông Tô Lịch, Thái Hà, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Tuân, Cự Lộc, Nguyễn Khuyến, ngã ba Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, 155 Phùng Hưng, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Cao Bá Quát. Lưu vực sông Cầu Bây, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Nam Đuống, ngõ 80 Hoa Lâm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Vũ Xuân Thiều, Ngọc Lâm. Lưu vực sông Nhuệ, đại lộ Thăng Long, ngã ba giao Lê Trọng Tấn, hầm chui số 3, số 5, số 6, km 9 656. Chiều khúc, cầu Bưu, Yên Xá, khu Tổng cục 5, Bộ Công an, đường Tố Hữu, Yên Nghĩa, bến xe Yên Nghĩa tới ngã ba Ba La, đường Quyết Thắng, Võ Chí Công, Phú Xá, Hoa Bằng, Phùng Khoang, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, trước cổng trường Nguyễn Huệ và đối diện ga La Khê, Tô Hiệu, đường Quyết Thắng. Ghi nhận từ sáng sớm, tuyến phố Nguyễn Tuân, Tê Liệt, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, nước ngập sâu tới 50cm khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, người dân phải bì bõm lội nước. Tuyến đường Nguyễn Trãi, Quang Trung ngập sâu, các phương tiện khó khăn trong việc di chuyển. Đường 70, đoạn từ Bệnh viện Quân y 103 đến Bệnh viện K Tân Triều, Thanh Trì, ngập úng kéo dài khoảng 2km, chỗ sâu nhất nước ngập đến 0,5m. Giao thông đi lại khó khăn, nhiều người đi xe máy đã phải giác bộ hoặc đưa phương tiện lên ô tô cứu hộ để di chuyển. Đường Yên Xá, Tân Triều chìm trong biển nước, người tham gia giao thông phải men theo mép vỉa hè để di chuyển. Đường Quang Trung, đoạn từ ngã tư Văn Phú, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, hướng đi vào trung tâm thành phố cũng có đoạn ngập kéo dài 200m. Đến 8 giờ 30, phố Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn mênh mông nước. Nước bắt đầu rút trên đường Nguyễn Xiển, tuy nhiên dòng ô tô và xe máy theo chiều từ Thanh Xuân đi Thanh Trì vẫn không thể di chuyển. Nhiều xe đi ngược chiều để tránh điểm ngập khiến giao thông hỗn loạn. Để sớm khắc phục tình trạng ngập úng, ngay từ 5 giờ sáng ngày 16 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý. Tuy nhiên, nhiều điểm ngập, nước rút chậm khiến giao thông di chuyển khó khăn, ùn tắc tại các điểm ngập. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ kết hợp với áp cao lục địa tăng cường, từ đêm 15 tháng 9 đến đêm ngày 17 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực ven sông Bùi ở huyện Chương Mỹ phải mất thêm 8 đến 10 ngày nữa mới có thể rút nước. Khu vực ven sông Tích cũng cần 5 đến 7 ngày để hết ngập lụt. Hạ lưu sông Cà Lồ, sông Nhuệ mất thêm 2 đến 3 ngày. Báo cáo tại buổi làm việc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan đến công tác chiếu sáng đô thị cây xanh của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến ngày 13 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có trên 40.000 cây xanh đổ và gãy cành. Các quận huyện gồm Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín, Long Biên, Chương Mỹ, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ chưa có báo cáo. Trong số này, cây xanh đô thị có hơn 13.600 cây bị gãy, đổ, còn hơn 26.300 cây do các quận huyện thị xã quản lý và cây xanh trong các khu đô thị, cơ quan, đơn vị. Qua rà soát phân loại, có 3.082 cây được trồng lại, 250 cây đã dựng lại, 2.600 cây đã cắt tán chờ dựng lại và 232 cây chưa cắt ngọn để trồng lại. Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, hiện công tác giải tỏa để đảm bảo an toàn giao thông cơ bản đã hoàn thành, đồng thời đã rà soát, phân loại các cây xanh yếu, chuyển về vườn ươm chăm sóc, chuẩn bị nơi tập kết củi gỗ. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, có khoảng 1.200 sự cố lớn nhỏ về chiếu sáng đô thị, đã xử lý xong 1.180 sự cố và đang tiếp tục khẩn trương khắc phục, đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng đô thị trên 98%.
hệ thống chiếu sáng sử dụng nguồn điện độc lập với hệ thống điện của đèn tín hiệu giao thông nên không làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo giao thông. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cơn bão số 3 Iagi cùng với hoàn lưu sau bão gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, đối với thành phố Hà Nội, mặc dù đã có dự báo và chuẩn bị mọi phương án ứng phó, nhưng thiệt hại về tài sản, đặc biệt là hệ thống cây xanh là rất lớn. Bởi đây là cơn bão lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây đổ bộ vào thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết, số liệu hơn 40.000 cây gãy đổ có thể thay đổi trong thời gian tới bởi vẫn còn 8 quận huyện chưa có báo cáo cuối cùng gửi về Sở Xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị Sở Xây dựng cũng như các đơn vị liên quan tập trung cao độ xử lý, khắc phục hệ thống cây xanh bị gãy đổ, đặc biệt tại các công viên, khu đô thị. Trong đó cần huy động sự vào cuộc của các đơn vị để hoàn thành việc khắc phục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đối với Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cần chuẩn hóa số liệu thống kê thiệt hại về cây xanh, trong đó phân loại cây nào là cây cổ thụ, cây nào có thể trồng lại, cây nào phải mang đi ươm trồng cho hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hỗ trợ xử lý cây xanh gãy đổ trên địa bàn, thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố là cứu tối đa các cây. Với dự kiến có khoảng 3.000 cây có thể cứu, trong đó có 100 cây quý hiếm. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Sở Xây dựng cũng như các đơn vị liên quan. Sau khi cắt ngọn cây xanh bị gãy đổ, cần tiếp tục dọn dẹp, đảm bảo trước ngày 20 tháng 9, sẽ thu dọn hết cây xanh gãy đổ để chuyển sang giai đoạn cứu các cây, đồng thời tập trung khôi phục hạ tầng, cải tạo vỉa hè sau khi trồng lại cây xanh gãy đổ. Sau trận bão số 3 Iagi, hàng nghìn cây xanh tại Hà Nội đã bật gốc gãy đổ. Phần gốc phát lộ trên mặt đất chủ yếu là rễ chùm hoặc rễ mới phát triển ngang. Nhiều cây bị bật gốc lộ cả lưới bọc bầu đất chưa được tháo gỡ khi trồng, khiến nhiều người dân bức xúc, ngỡ ngàng. Theo thống kê sơ bộ, sau khi bão số 3 vào thủ đô Hà Nội, đã có hơn 10.000 cây gãy đổ. Hà Nội đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị cùng người dân tập trung tiến hành dọn dẹp cây đổ, khắc phục hậu quả. Ra đường sáng ngày 8 tháng 9, chị Nguyễn Ngọc ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội không khỏi bàng hoàng khi nhìn hàng loạt cây đổ rạp trên đường. Đáng nói, nhiều cây đã được trồng nhiều năm, tán lá rộng, nhưng khi gãy đổ lại lộ ra phần rễ nằm trong bọc bầu nhỏ. Chị Ngọc cho biết, hàng cây gần nhà tôi đã được trồng nhiều năm nay, thế nhưng sau khi gãy đổ, bộ rễ lộ ra rất nhỏ, nhiều cây thậm chí còn nguyên bọc bầu. Anh Hoàng Văn Khanh ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cũng bất ngờ trước cảnh tượng hàng loạt cây trên phố Đoàn Khuê, Đào Thế Tuấn, Đào Đình Luyện gãy đổ. Anh Khanh kể lại, tôi thấy có khá nhiều cây được trồng vài năm, nhưng bộ rễ vẫn là rễ chùm nhỏ, nhìn như mới phát triển. Một số cây thậm chí vẫn còn nguyên túi lưới nhựa màu xanh bọc bầu cây. Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê, trưởng bộ môn cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong trường hợp mưa bão như bão số 3 vừa qua, cây bật gốc gãy đổ là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, theo thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê, cần lưu ý một số điểm quan trọng khi trồng cây trong đô thị để hạn chế tối đa việc cây gãy đổ bật gốc trong mùa mưa bão. Những cây được lựa chọn trồng ở trong đô thị phải là những cây có kết cấu rễ cọc, ăn sâu xuống dưới lòng đất, tuyệt đối không trồng những cây tăng trưởng nhanh. Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê cho biết, trong quá trình đô thị hóa, làm đường, bó vỉa hè chặt quá sẽ dẫn đến cây xanh và công trình làm đường không liên kết chặt chẽ, cây dễ đổ trong mùa mưa bão. Thêm vào đó, trước mỗi mùa mưa bão, cần có kế hoạch cắt tỉa, loại bỏ những cành nặng bởi tán lá rất lớn, nặng, tốt tùm sẽ mất cân bằng với bộ rễ. Bộ rễ khi phải chịu áp lực lớn trong mưa bão sẽ dẫn đến gãy đổ. Trước hình ảnh một số cây khi gãy đổ vẫn còn nguyên bọc bầu bằng lưới nhựa, ni lông ở Hà Nội, thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê cho rằng điều này sẽ khiến rễ cây không phát triển, khó bám chắc vào đất và dễ gãy đổ. Trong trường hợp muốn trồng cây còn nguyên bọc bầu thì phải sử dụng bằng những vật liệu phân hủy được.
Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê từng gặp nhiều trường hợp phía đơn vị triển khai trồng cây sợ vỡ bầu cây, sợ nghiệm thu nên cố duy trì chất dinh dưỡng cho cây ở trong bầu từ 6 tháng đến 1 năm. Thạc sĩ Ngô Thị Minh Thê cho biết họ chỉ cần trồng 6 tháng 1 năm cây sinh trưởng và phát triển tốt để nghiệm thu. Theo đạo đức nghề nghiệp thì không nên làm bọc bầu bằng ly lông vì nó không phân hủy được, rễ sẽ không ăn được vào đất. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!